các tín đồ cầu nguyện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma trong ngày Tây Tạng lưu vong tin từ Dharamsala. Hàng trăm tín đồ đã tập trung tại thành phố Dharamsala ở tỉnh Himachal Pradesh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng bán quân sự đối lập của Tây Tạng tại Ấn Độ. Đây cũng là dịp đánh dấu khởi đầu 4 ngày cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng. Lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại chùa Shuklakhang. Các nhà tu Phật giáo Tây Tạng mặc trang phục truyền thống đã đón Đức Đạt Lai Lạt Ma với các nghi lễ phong tục tập quán. Các thành viên của Chính phủ Trung ương Tây Tạng cùng Thủ tướng Tây Tạng Lưu Vong Lobsang Sangay cũng tham dự lễ cầu nguyện. Nhiều người trong nước cũng như là người nước ngoài cũng tham dự buổi lễ này. Trung Cộng coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người ly khai, đòi quyền tự chủ cho Tây Tạng. Căng thẳng về vấn đề này đang dâng cao trong những năm gần đây sau một loạt các cuộc biểu tình và tự thiêu dẫn đến một cuộc đàn áp an ninh của Trung Cộng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chạy khỏi Ấn Độ vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành. Ngài đã cáo buộc Trung Cộng diệt chủng văn hóa. Trong khi đó, thì Bắc Kinh không tin vào lời khẳng định của Ngài rằng Ngài chỉ muốn quyền tự chủ lớn hơn cho quê hương Hy Mã Lạp Sơn của mình. Nhiều người Tây Tạng quan ngại cho tương lai cuộc đấu tranh giành quyền tự trị lớn hơn một khi nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn với thông điệp phi bạo của mình qua đời.